nó chín non chè bây giờ tôi muốn dẹp bỏ cháo thì bây giờ tôi muốn đem bún cháo thay cho bé nó nữa phá cơ liệu bây giờ bé đem bỏ cháo thì nó đem bún cháo bây giờ cho muốn ăn chua thì bây giờ bỏ sả nó nè để nó bé muốn dẹp bỏ cháo kia nè họ bé lúc bỏ cháo bé nè lúc nào nhà khoa tại nhà khoa đó mẹ họ lúc bé tới đợt đầu là phần đó ở lúc bé thế mà đi bên thế có đưa tớ biết mình đâu kia nè bỏ chia cho cháu nó lấy tôi muốn đổi lấy ta rồi nhưng được cái là đôi chia vậy nhưng mà đi chỉ cho bố cháu em nó xong nè nên chỉ cho bố cháu chỉ chốt lo rồi thì biết mình đổi lúc bé tập bé chén đấy nó mà nhiều khi nó cắt tầm chén à cắt được đấy cắt được con rồi à chỉ có cho tài chơi rồi chỉ muốn chơi cho mù thử em chỗ này rồi ô khốn nổ nè.